Xin chào tất cả các bạn hội viên, xin chào tất cả các bạn nha. Thì chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Trần Trí Tâm của mình, nơi mà các bạn cập nhật được những chính sách mới, những thuật toán mới YouTube và những thay đổi mới của các network. Thì trong video ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay á, là mình sẽ dành cho những người bạn nào mới bước chân vào làm YouTube, những ngày đầu tiên còn đang bỡ ngỡ. Còn những người bạn nào đã làm lâu rồi thì các bạn hãy tham khảo lại nha. Thì trong video vừa qua mình hướng dẫn các bạn cái cách để bạn cài đặt kênh phần 1. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt kênh phần 2 nha các bạn. Thì các bạn đã biết điều này, khi chúng ta xây dựng một căn nhà thì cái điều đầu tiên chúng ta quan tâm đến đó chính là chân móng, nền móng nha các bạn. Nếu như các bạn xây dựng được cái chân móng, nền móng vững chắc rồi thì các bạn xây nhà lên cao, các bạn sẽ không bị đổ nha các bạn. Thì làm YouTube cũng vậy, khi chúng ta tạo ra một kênh YouTube từ lúc ban đầu chúng ta làm chuẩn nhất, đến lúc chúng ta bật kiếm tiền và chúng ta phát triển kênh, chúng ta không làm sai gì cả là chắc chắn kênh chúng ta sẽ phát triển về sau nha các bạn. Thì trong những video sắp tới mình sẽ cố gắng cập nhật toàn bộ các video trên kênh của mình chuẩn nhất trong năm 2021 này, tại vì trong năm 2021 này có nhiều sự thay đổi nha các bạn, để cho những người bạn nào mới tạo kênh trong năm 2021 này có kiến thức xây dựng kênh từ lúc ban đầu cho đến lúc các bạn thành công và phát triển. Và bây giờ thì mời các bạn nhìn thẳng vào màn hình để hướng dẫn cho tất cả bạn cùng biết nha. Thì trong cái phần 2 này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái bước còn lại để các bạn tối ưu kênh của các bạn nha. Và bây giờ thì đầu tiên là các bạn sẽ bấm vào cái phần thông tin cơ bản cho mình nha. Thì trong cái phần tùy chỉnh kênh, thông tin cơ bản thì các bạn có thể thay đổi tên kênh của các bạn cũng được nha. Các bạn muốn thay đổi thì các bạn sẽ bấm vào cây viết này. Thì các bạn mới làm YouTube thì các bạn chịu khó nghe kỹ mình nói khúc này nha. Cái tên kênh YouTube của các bạn là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Nếu như các bạn đặt tên kênh mà trùng với tên kênh của những cái kênh lớn thì khả năng các bạn SEO từ khóa để các bạn lên top rất là khó nha các bạn. Các bạn nên đặt một cái tên kênh mà riêng biệt thì sau này dễ phát triển hơn nha. Và bên dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là nội dung mô tả kênh, là có nghĩa là phần giới thiệu kênh đó các bạn, cực kỳ quan trọng nha các bạn. Nếu như cái kênh YouTube của các bạn ghi chuẩn cái phần giới thiệu kênh này, nội dung mô tả kênh này thì YouTube sẽ hiểu được cái kênh của các bạn đang làm về vấn đề gì. Tại vì YouTube không thể nào đi kiểm tra từng kênh được, mà YouTube sẽ dựa vào thuật toán. Thuật toán sẽ dựa vào cái phần đó chính là nội dung mô tả kênh, giới thiệu kênh, để đề xuất cái kênh của các bạn sang những cái kênh cùng chủ đề với các bạn đang làm, để cho các bạn phát triển kênh nha. Nên cái phần nội dung mô tả kênh này, giới thiệu kênh này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ dựa vào cái phần mô tả kênh của mình để các bạn làm theo nha. Và các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ thấy là cái phần URL kênh này các bạn. Và bên dưới thì các bạn sẽ thấy cái phần đó chính là đặt URL tùy chỉnh cho kênh nè. Thì những cái kênh mới tạo ra sẽ không có được cái phần đặt URL tùy chỉnh cho kênh này nha các bạn. Kênh của các bạn á phải có tuổi đời 1 tháng nha. Và các bạn phải đăng đó chính là cái ảnh hồ sơ của các bạn nè và banner của các bạn. Thì các bạn mới có được cái phần đó chính là đặt URL tùy chỉnh cho kênh. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong những video sắp tới nha. Cái phần đặt URL tùy chỉnh cho kênh này nó không cần thiết lắm nha các bạn. Và bên dưới nữa thì các bạn sẽ thấy đường liên kết nè. Thì ở đây các bạn đã thấy là mình đã liên kết, đó chính là Facebook của mình nè, fanpage nè, và kênh YouTube của mình nha, và Instagram nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xóa đi hết nha, để mình hướng dẫn cho các bạn cùng biết nha. Và sau khi mình xóa hết rồi thì bây giờ cái giao diện của mình nó sẽ giống với các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn thêm cái đường liên kết mạng xã hội của các bạn vào bên trong kênh YouTube nha. Mình sẽ bấm vào cái dấu cộng nha các bạn. Thì khi các bạn bấm vào thì các bạn sẽ thấy được hai cái ô như thế này. Thì cái ô bên tay trái là để các bạn ghi tiêu đề nha. Còn cái ô bên tay phải là để cho các bạn dán cái đường link URL mạng xã hội của các bạn á, các bạn dán vào đây nha. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn thêm mạng xã hội là Facebook thì các bạn sẽ ghi chữ Facebook tại đây nha các bạn. Thì trên màn hình các bạn nhìn thấy là mình đã ghi chữ Facebook rồi. Và bên tay phải là cái phần URL. Là bây giờ mình sẽ đi copy cái URL Facebook của mình, mình dán vào đây nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra nha. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn copy cái URL Facebook nha. Thì rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn đăng nhập vào Facebook nè. Và các bạn sẽ thấy ba cái dấu chấm bên tay phải nha. Các bạn bấm vào. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm sao chép URL Facebook nha. Và sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại với kênh YouTube của các bạn nha. Và khi các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của các bạn á, thì các bạn dán cái đường link URL Facebook của các bạn á, các bạn dán vào đây nha.
Và khi các bạn dán cái đường link URL Facebook của các bạn vào rồi á, thì các bạn sẽ thấy nó không còn màu đỏ nữa nha, là ok nha các bạn. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm thêm đường liên kết mới nha. Thì cũng tương tự như hồi nãy nha các bạn, thì các bạn sẽ ghi fanpage của các bạn vào đây nha. Nếu như các bạn có fanpage á, thì các bạn ghi vào đây. Thì bây giờ sẽ làm mẫu cho các bạn xem nha. Thì những người bạn nào có fanpage á, thì các bạn làm theo mình bước này nha. Thì trên màn hình các bạn nhìn thấy là mình có fanpage cá nhân của mình, đó chính là chia sẻ kinh nghiệm làm YouTube Trần Chí Tâm. Thì ở trên fanpage này các bạn là mình thường xuyên đăng những bài viết liên quan đến YouTube, những cái gì mới nhất á, mà mình chưa kịp làm video á, để đăng lên trên kênh YouTube thì mình đăng trên Facebook và fanpage cá nhân của mình nha. Thì các bạn sẽ theo dõi fanpage của mình nha, để cập nhật tình hình YouTube mới nhất và xuyên suốt nhất nha các bạn. Thì để copy được cái URL fanpage các bạn thì các bạn làm theo mình nha. Các bạn bấm vào xem thêm nha. Và khi các bạn bấm vào xem thêm rồi á, thì các bạn kéo xuống bên dưới nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy cái phần đó chính là sao chép liên kết trang nha. Các bạn bấm vào. Vậy là xong nha các bạn. Và bây giờ các bạn quay trở lại với kênh YouTube của các bạn nha. Và bây giờ các bạn sẽ dán cái đường link URL fanpage của các bạn vào đây nha. Thì đơn giản như vậy, các bạn có Instagram hoặc là các bạn có Twitter đó, thì các bạn cũng dán y như vậy nha, là xong nha các bạn. Và bây giờ nếu như các bạn muốn dán cái đường liên kết kênh YouTube của các bạn vào đây á, thì các bạn cũng bấm vào thêm đường liên kết nha. Và sau khi các bạn ghi tiêu đề đường liên kết của các bạn là YouTube, thì bây giờ các bạn muốn copy cái đường link URL thì các bạn kéo lên bên trên nha. Thì các bạn thấy ở đây là URL kênh của các bạn nè, thì các bạn sao chép nha các bạn. Và tiếp theo thì các bạn chỉ việc dán vào đây là xong nha các bạn. Và khi các bạn hoàn tất rồi á, thì các bạn bấm xuất bản là nó sẽ lưu lại hết nha các bạn nha. Ở đây mình làm mẫu cho các bạn xem thì mình sẽ không có xuất bản nha. Mình bấm hủy nha. Và sau khi các bạn đã liên kết xong á, thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy là đường liên kết trong biểu ngữ nè các bạn. Thì tối đa là YouTube chỉ cho các bạn thêm 5 cái đường liên kết mạng xã hội vào bên trong kênh YouTube của các bạn nha. Và bên dưới là các bạn sẽ thấy là thông tin liên hệ nè. Thì ở đây các bạn sẽ thấy á, là có cái chữ email. Thì mình đã thêm cái email của mình vào đây nha. Các bạn muốn thêm thì thêm, còn không thêm thì thôi, không sao cả nha các bạn. Và cuối cùng thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để bạn ghi từ khóa kênh của các bạn chuẩn nhất nha. Các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt bên góc tay trái dưới cùng cho mình nha các bạn. Cái bánh răng nè, các bạn bấm vào. Và khi các bạn bấm vào bánh răng cài đặt thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện thế này. Thì các bạn sẽ bấm vào cho mình là chính là chế độ mặc định cho video tải lên nha. Và tiếp theo nữa trong cái phần thông tin cơ bản thì dòng đầu tiên là các bạn sẽ ghi tiêu đề của các bạn nha. Là có nghĩa là các bạn sẽ ghi một lần, rồi sau này các bạn không cần ghi lại cái chữ này nữa nha các bạn. Ví dụ như bây giờ mình ghi tên của mình là Trần Sĩ Tâm, thì sau này ví dụ mình ghi tiêu đề là mình sẽ ghi là cách làm YouTube 2021, thì mình không cần ghi chữ Trần Sĩ Tâm nữa, mặc định nó đã có sẵn nha các bạn. Phần mô tả cũng vậy nha. Thì trong cái phần mô tả này các bạn sẽ thấy là mình đã ghi sẵn rồi nè các bạn. Là có nghĩa sau này mình đăng video lên á, mặc định nó sẽ có sẵn như thế này. Và mình chỉ việc á, là ghi thêm vài dòng mô tả cho từng video của mình là được nha các bạn. Và tiếp theo nữa thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy cái phần đó chính là chế độ hiển thị. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là mình để ở chế độ không công khai nha các bạn. Mình sẽ bấm vào nè. Thì khi bấm vào các bạn sẽ thấy là có 3 thư mục nha, công khai, riêng tư và không công khai. Thì mình khuyên các bạn nên để ở chế độ không công khai nha. Tại vì ở chế độ không công khai này á, các bạn còn có sửa chữa được nha. Và khi các bạn đăng video rồi thì các bạn không nên sửa chữa lại nha các bạn. Thì cái video đó nó sẽ khó đề xuất nha. Thì sau này mình sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ trước mắt á, thì các bạn sẽ chọn cho mình đó chính là không công khai nha các bạn. Và bên dưới thì các bạn sẽ thấy là thẻ từ khóa nha. Người ta còn gọi là thẻ tag. Thì ở đây các bạn sẽ điền tên kênh YouTube của các bạn vào nha. Có dấu và không dấu. Thì sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật nâng cao để các bạn viết từ khóa thẻ tag này như thế nào hợp lý để bạn SEO cái kênh của các bạn nha. Thì trong những video sắp tới nha. Còn trong video này là mình hướng dẫn cho những người bạn mới bước chân vào làm YouTube những bước cơ bản nha các bạn. Và tiếp theo nữa thì khi các bạn đã setup xong rồi, các bạn đã điền nội dung mặc định như thế này xong hết, thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đó chính là cài đặt nâng cao nha các bạn. Và khi các bạn bấm vào cài đặt nâng cao thì các bạn sẽ thấy có 6 thư mục nha các bạn. Thì thư mục đầu tiên là giấy phép nè các bạn. Thì có 2 cái giấy phép để cho các bạn lựa chọn. Thì bây giờ mình chỉ có các bạn cơ bản để các bạn làm nha. Các bạn để giấy phép mặc định đó chính là giấy phép chuẩn của YouTube. Và sau này mình sẽ chỉ cho các bạn về giấy phép ghi công này nha các bạn.
Còn trước mắt thì các bạn chọn cho mình đó chính là giấy phép chuẩn của YouTube nha. Và bên tay phải các bạn sẽ thấy phần danh mục, các bạn bấm vào nha. Thì ở đây các bạn sẽ lựa chọn danh mục phù hợp với nội dung của các bạn đang làm nha. Ví dụ mình làm kênh nhạc thì mình lựa chọn thư mục nhạc nha. Còn nếu như các bạn làm về thể thao thì các bạn chọn thư mục thể thao, du lịch thì các bạn chọn du lịch nha. Rất là đơn giản các bạn. Mình làm nhạc thì mình chọn danh mục nhạc nha. Và bên tay trái thì các bạn sẽ thấy là phụ đề và ngôn ngữ gốc của video. Thì bây giờ ngôn ngữ gốc của video của các bạn là tiếng Anh thì bạn điền tiếng Anh, còn tiếng Việt thì bạn điền tiếng Việt nha. Các bạn bấm vào nè. Có rất là nhiều ngôn ngữ của tất cả các quốc gia nha. Các bạn sẽ lựa chọn ngôn ngữ nào để phù hợp với video của các bạn đang làm là được nha. Và bên tay phải thì các bạn sẽ thấy là chứng nhận phụ đề. Các bạn không cần lựa chọn gì cả để mặc định về nha các bạn nha. Là không chọn mục nào nha các bạn. Và bên tay trái thì các bạn sẽ thấy đó chính là ngôn ngữ tiêu đề và nội dung mô tả nha. Thì bây giờ tiêu đề của các bạn là tiếng Việt thì các bạn lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Và tiêu đề và mô tả của các bạn là tiếng Anh thì bạn lựa chọn tiếng Anh. Rất là đơn giản nha các bạn. Video của mình á, mô tả của mình, tiêu đề của mình á, mình toàn làm tiếng Anh không thì mình sẽ lựa chọn tiếng Anh nha các bạn. Và tiếp theo đó chính là cái phần bình luận nè các bạn, thì cực kỳ quan trọng. Thì trước mắt các bạn bấm vào và các bạn chọn cho mình cái dòng thứ hai, đó chính là giữ lại các bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét. Và sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn về các tính năng trong bình luận này. Thì trước mắt thì các bạn chỉ chọn cho mình đó chính là dòng thứ hai nha. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ bấm vào cho mình đó chính là kênh nha. Thì khi các bạn bấm vào kênh thì bên trong cái phần thông tin cơ bản, các bạn sẽ thấy được cái phần đó chính là từ khóa. Thì ở đây là các bạn ghi cái từ khóa kênh của các bạn, để cho khán giả tìm những từ khóa có liên quan đến kênh của các bạn sẽ hiện ra kênh của các bạn nha. Và nó sẽ hiệu quả khi kênh của các bạn có lượt subscribe tương đối khoảng 500 nha. Còn các bạn mới tạo kênh và các bạn ghi từ khóa thế này thì phải mất ít nhất là 1 tháng thì các bạn mới có thể tìm thấy tên kênh YouTube của các bạn nha. Nhưng trước tiên là các bạn phải seo từ khóa kênh của các bạn trước để sau này nó sẽ được đề xuất lên nha các bạn. Mình ghi tên kênh YouTube của mình trước nha, không dấu. Và mình ghi tiếp theo là có dấu nha các bạn. Và khi mình đã ghi tên kênh YouTube của mình có dấu rồi nè các bạn, và các bạn sử dụng cái dấu phẩy nha, thì khi bấm dấu phẩy là cái từ khóa của mình được đóng lại nha các bạn nha. Và sẽ giống như thế này. Thì ở đây á, các bạn đã ghi xong từ khóa kênh của các bạn rồi, thì bây giờ các bạn sẽ ghi những từ khóa liên quan đến chủ đề của các bạn đang làm nha. Ví dụ bây giờ mình ghi một từ khóa mới nha các bạn. Mình sẽ ghi là Trần Chí Tâm âm nhạc nha. Thì đây là một từ khóa có liên quan đến kênh YouTube của mình nè các bạn, là như thế này nha các bạn. Và các bạn sẽ bấm vào cái dấu phẩy tiếp nha các bạn, để các bạn đóng cái từ khóa lại nha. Và tương tự như vậy các bạn sẽ ghi thêm những từ khóa khác nha các bạn, mà liên quan đến chủ đề của các bạn đang làm. Các bạn tránh trường hợp ghi quá nhiều từ khóa nha. Ví dụ bây giờ các bạn làm về vlog ẩm thực đi, thì các bạn sẽ ghi những từ khóa là tên kênh của các bạn rồi đến cái chủ đề mà các bạn đang làm là được nha các bạn nha. Mình sẽ ghi mẫu một từ khóa nữa cho các bạn tham khảo nha. Và mình sẽ đóng từ khóa lại bằng dấu phẩy nha. Thì tương tự như cái mẫu này mà các bạn áp dụng trên kênh của các bạn, áp dụng theo từng chủ đề nha các bạn nha. Và sau khi các bạn ghi từ khóa xong rồi thì các bạn cần lưu ý nha. Các bạn bấm vào cài đặt nâng cao nha các bạn. Thì khi các bạn bấm vào cài đặt nâng cao nè, thì các bạn chú ý giùm cho mình nha. Cái này rất là quan trọng nha các bạn. Là YouTube hỏi các bạn á, là chủ đề của các bạn làm á, có dành cho trẻ em xem hay không. Thì ở đây các bạn sẽ lựa chọn cái nội dung cho nó phù hợp nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bấm lưu lại là xong nha các bạn. Nãy giờ thì mình đã trải lòng mình chia sẻ những gì biết được trong khoảng thời gian làm YouTube cho tất cả bạn cùng biết. Hy vọng những kỹ thuật nhỏ này của mình sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Và bây giờ thì mình không bao giờ quên kính chúc tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.